Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Lô Hàng Nhật các bác nha. Các bác vào xem like cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa tìm được follow cho em xin một lượt tìm được follow các bác nha. Hôm nay thì lên cho bác mấy đôi loa các nhá, mấy đôi loa. Xong là tiếp tục là âm đi châu Âu nhá, âm đi châu Âu và âm đi Nhật. Đấy. Và cuối tầm cuối live sẽ xả ít đồ gia dụng các nhá. Đấy, robot hay là áp suất các thứ. Đấy. Nói chung là các bác có cần cái mặt hàng gì thì cứ bình luận lên cho em nhá. Đấy. Mọi thông tin chi tiết có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634298 các nhá. Số đấy cũng là số Zalo của em luôn. Đấy. Các bác mới vào xem live thì xem giúp em xem cái âm thanh hình ảnh đã ok chưa các bác ơi. Đấy, nếu ok rồi thì khả năng sẽ lên luôn thôi. Lên luôn xong tối em sẽ úp lại video các nhá. Đấy. Bác nào không xem được thì các bác lên YouTube các bác xem lại các nhá. Đấy. Ok. Lên cho bác mấy đôi loa đó các nhá. Đầu live lên cho bác mấy đôi loa này. Đây, đôi đầu tiên của hôm nay các này. Đôi này là một đôi Onkyo D77 các nhá. Con Onkyo D77 này. Đấy. Onkyo D77. Con này nó sử dụng một bát 31. Đấy, bây giờ thông số nó ghi đây các này. Bát 31 này, trung 12 và tép thì là 2,5. Đấy. 3 đường tiếng. Đấy, màng carbon các nhá, con này màng carbon. Đấy. Gân con này thì nguyên bãi về thì nó bị mục gân nên nó đã làm lại gân cho các bác rồi các nhá. Đấy, về và các bác chỉ được chơi thôi. Màng này là màng carbon chuẩn nguyên bãi nguyên zin luôn nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó là 200W 75W các nhá. À đâu 200W 6,4 ohm à. 200W một thùng thôi nhá, 200W và trở kháng là 6,4 ohm hay bao nhiêu nhỉ? 6 gạch chéo 44 ohm là bao nhiêu? 6,4 ohm. Made in Japan các nhá. Đấy. 200W một thùng. Bát 31 đây. Đấy. Onkyo D77X coi nhá. À D77 coi nhá. D77 xin lỗi các bác, con này con D77. Đấy. Đấy lên chất âm cho bác cặp này này. Gần thì đã xử lý cho bác ok ngon lành rồi, về bác chỉ được chơi thôi. Con này được cái hình thức của nó mặt trước rất là đẹp luôn, đầy đủ căng và logo các nhá, đầy đủ căng và logo đây, đây căng đây con này, đấy đầy đủ căng nhá, Onkyo logo Onkyo này, đấy, con này mặt trước rất là đẹp, đấy, đây đầy đủ căng và logo này, thùng vách đây, sẽ quay cho bác thùng vách nhá. Cặp này thì công khai giá luôn cho bác là giá là 7 triệu nhá. 7 triệu chuyển khoản hết là em hỗ trợ các bao ship nhá. Bác đảo cọc thì bác chịu phí ship. Đây, thùng vách đây con này. Đây thùng này. Đấy. Thùng này cạnh thì ok nhá. Đấy. Nguyên bãi nhá, có sao bác vậy nhá. Đây, cái thùng này thì ok này. Viền viết các thứ thì vẫn còn ok đẹp.
Đấy. 200W một thùng mà. Đây. Đấy. Đẹp rồi này. Thùng cái này thì đẹp. Đấy. Con này chiều cao của nó là 67 các bác nhá, cao 67. Chiều ngang 38 và chiều sâu của nó là 35 các bác nhá. Đấy. Thì bắt đầu ưng cái cặp này nhá. Mã này là mã số 818 các bác nhá. 818 để cho bác cặp này giá 7 triệu ạ. 7 triệu. Đấy. Bác nào ưng thì các bác liên hệ trực tiếp với ông qua số điện thoại là 0968 634208 thôi nhá. Đây cho bác xem qua bên cạnh này. Qua bên cạnh này thì thùng của nó gọi là hơi bị chấm nhẹ một tí. Đấy, nguyên bãi mà các bác về các bác thích thì bác spa qua đi một tí. Đây, cái thùng bên cạnh này này. Đây chỗ này nó hơi xước tí này. Đấy, báo nguyên cho các bác nhá. Có sao thì báo vậy nha, thùng nó nguyên bãi mà. Đấy. Đây. Cái viền này thì nó cũng hơi ấy một tí thôi. Đấy, báo luôn cho các bác. Đấy, những cái viền này. Nói chung là các bác để chơi thì cũng không sao cả. Còn đấy nếu bác nào thích kỹ tính thì các bác cứ spa đi qua đi một chút. Đấy, cạnh này. Đấy. Còn lại thì vẫn ok thôi. Đây cạnh như này thì vẫn ok. À đây. Cái này chấm nhẹ tí nữa. Đấy. Giá để cho bác 7 củ nhá. Đấy. Bác nào ưng thì alo cho em. Nên cho bác chắc chỉ lên cho bác tầm 3 đô la thôi. Đúng rồi, bên âm đi công suất lớn cho bác nha. Đây, nên cho bác một đôi pin ngơ nhá. Pin ngơ CS con này con F7000 thôi nha. F7000. Đây, bác nào thích nghe nhạc vàng và thích thương hiệu của Pioneer thì chúng ta chơi cặp này nhé. Đây Pioneer. Đây đủ căng và logo coi nhá. Xét rời không có. Xét rời không có đâu các ơi. Xét rời không có rồi. Cặp loa trước là cặp loa Onkyo D77 ạ. Onkyo D77 200W 6,4 ohm một thùng. Giá 7 triệu. Giá 7 triệu. Còn đây là cặp Pioneer CS F7000 các nhá. CS F7000 đầy đủ căng và logo này. Đấy. Con này thì đẹp quá. Con này đẹp lắm con này. Loa bác 40 không có rồi. F7000 thôi nhá. Bác nào thích Pioneer thì đây. Con này công suất của nó là 70W 8 ohm một thùng thôi nhá. 70W 8 ohm một thùng. Đấy, bác rất là dễ ghép âm ly thôi. Dòng này thì nghe nhạc chấm hết được coi nha. Sử dụng cái bát này là bát 25 hay sao quá ơi. Con này bát 25 quá nhá. Gân vải nguyên zin nhá. Gân vải con này gân vải vẫn còn đẹp luôn. Rất là mềm. Một chung một tép. Đấy, bát 25. Hát được quá ơi, hát thoải mái luôn. Đây lên chất âm cho các bác này.
Pioneer CS F7000 luôn nhá. Tiếng con này cực kỳ hay luôn. Con này bác nghe nhạc vàng chấm hết luôn. Đấy, con này thì 70W 80 một thùng. 70W 80 một thùng. Đôi này thì thùng bát đẹp lắm các bạn. Căng đầy đủ và căng đẹp và logo còn đầy đủ logo Pioneer luôn. Đấy. Cặp này giá bao nhiêu nhỉ? Cặp này giá bao nhiêu nhỉ? Cặp này để cho bác giá 5 triệu thôi nhá. 5 triệu chuyển khoản hết là bên em hỗ trợ các bác bao ship. Đấy. Và nếu mà ví dụ bác nào mới ủng hộ em lần đầu ấy thì với những đôi loa giá trị nó lớn thì các bác chỉ cần chuyển cho em tầm 50% thôi. Và vẫn bao ship, hỗ trợ các bác bao ship. Đấy. Và ok coi nhá. Đấy. Ship một đôi loa thì phí nó cũng khá là nặng nên là bên em thì thường khuyến khích các bác là thấp nhất chuyển cho 50% để em bao ship cho các bác rồi những đấy. Chứ đến nơi nhiều khi nhiều bác cũng không nghĩ là giá bao ship lại cao như vậy. Đấy. Ai qua thì không có, ai qua bác 30 em chưa thấy bao giờ cả. Đây. Quang ơi. Loa này con nhìn này, thùng này. Quá đẹp không? Thùng này nguyên bãi con nhá. Quá đẹp luôn. Đây, đằng sau đây, Pioneer nhá. Đấy. Thùng vách đẹp. Đây, cạnh này. Con này thì với chiều cao của nó là 67 các nhá, cao 67. Chiều sâu 34 cả căng. Và chiều ngang của nó là 36. Đấy, mã nào lấy cặp F7000 này nhá. Mã này là mã số 819. 819 để cho bác giá là 5 triệu thôi nhá. 5 triệu. Đôi này thì siêu đẹp rồi. 5 triệu. Đây qua bên cạnh này con này. Đấy, căng đẹp nhá, logo này. Đấy, thùng này. Bác nhìn thùng có ok không? Thùng này rất là bóng luôn. Về bác chỉ việc chơi và bày thôi. Đấy, đây đằng sau này. Con này thì gân và màng nguyên zin nhá. Gân zin đẹp. 5 triệu cặp này quá hợp lý luôn. F7000. Trên thị trường thì các bác bán cao lắm. Đấy. Nói chung là các bác thì cứ ví dụ là bên em bán cái gì thì các bác cứ vào xem tham khảo. Ví dụ các bác thấy hợp lý thì các bác mua của em. Còn nếu mà con nào thấy giá không hợp lý, nó cao hơn thị trường thì bác cứ gọi là xem tham khảo thôi. Vui thôi cũng được, không sao cả. Đấy. Đây lên cho bác một cặp Onkyo. Con này là con D bao nhiêu nhỉ? Ây da. Con này Onkyo D bao nhiêu đây? Vừa nãy lên cho bác con D77. Con này như em không nhầm như con D66. Đẹp chưa các bác, con này đẹp chưa? Con này về các bác chơi trên đôi nào chả hát được các bác. Loa thì bây giờ các bác loa nào chả hát được. Em vừa test rồi các bác ơi. Ôi xời, Onkyo D66RX cơ này. Onkyo D66RX. Ôi giời, con này đẹp chưa con này. Con này thì cũng đã làm lại gân cho bác rồi nhá. Dòng Onkyo này thì nói thật các bác là nguyên bản, nguyên bãi về nó hay bị mục gân lắm. Các bác không chơi luôn được đâu. Mà bán nguyên bãi cho các bác thì về các bác sợ làm gân lại đắt. Nên là bọn em sẽ xử lý gân, làm gân luôn cho các bác. Về các bác chỉ được chơi thôi. Đấy. Onkyo D66RX cơ nhá. D66RX, con này là 120W 6 ôm một thùng. Đấy, 120W 6 ôm một thùng nha. Đây là cho bác chất âm con này này. Đôi nào chẳng hát karaoke được các bác. Con này sử dụng một bát 25 thôi nha. Một bát 25, một chung và một tép. Ai đốt thì khói nhỉ. Đây lên chất âm cho bác này, tép nhạc cho các bác đây.
này dòng Onkyo này các bác về các bày quá đẹp luôn, nói thật. Cái dòng Onkyo này các bác mà có điều kiện các bác chơi thêm đôi chân nữa, chân đôn nữa thì chấm hết luôn các bác nha. Đấy. Căng vẫn còn ok thôi nhá, căng thì chấm nhẹ một tí thôi, không sao cả. Đấy. Con này thùng vách thì đẹp quá nhá. Đấy, một cái cầu đấu của nó hơi tụt vào một tí thôi, không phải được. Đây con này. Con này thùng đây con này, thùng đẹp này. Đấy, đẹp nhá. Thùng cạnh đẹp này, đằng sau này. Đấy. Đây bên này. Quá đẹp luôn. Con này chiều cao của nó thì là 59 thôi nhá, cao 59. Chiều sâu 35 và chiều ngang là 33 các nhá. Đấy. Bác nào lấy này, mã này là mã số 820 bao tiền nhỉ? 820 5 triệu rưỡi thôi nhá. 5 triệu rưỡi. Đấy. D66 rồi ấy. Bỏ vào trong này. Vẫn chặt. Đây, con này có nha, thùng này. Thùng thì vẫn là ok thôi. Đấy, cạnh này. Đây cái con này đằng sau cầu nó hơi tụt tí các nhá, hơi tụt vào trong tí này. Nhưng không sao các vẫn đấu được nhá. Đấy. D66 rồi ấy. Đấy. Giá 5 triệu rưỡi. Bác nào ưng thì alo chú nha.